rất là vui bởi vì được quay bằng cái này, bởi vì nó chĩa thẳng lên lỗ mũi tôi các bạn ạ. Rất là tuyệt vời. Ốc to quá cả đấy. Hãy cưới vợ ấy, cưới vợ rất vui, nhưng mà quan trọng là phải cưới đúng vợ, còn cưới sai thì chúng tôi không chịu trách nhiệm. Những lời nói vừa rồi. Chuyên mục Chà Đá Đường. Và nếu như các bạn đã đọc tít cũng như là nhìn ảnh trên thăm thì cũng đoán được là khách mời hôm nay là ai đúng không ạ? Dạ vâng, một thành viên không thường trực trên Hồn Em gì, anh Tân Một Cú. Và bây giờ tôi sẽ biểu diễn bốc đầu. Anh ơi, anh có thể gửi lời chào đến khán giả của Chà Đá Đường cũng như là Hồn Em gì không ạ? Ok, chào khán giả trên Chà Đá Đường nhá. Chúng tôi quay ngoài đường phải gào lên thì nó mới vào mic được. Mong là các bạn sẽ thích số này. Tại sao các số khác thì được đi xe máy, xích lô, còn đến số của tôi lại phải đạp? Dạ vâng, thật ra là có một cái này là cũng khá là hay ho. Và em tò mò là anh đã đặt tên cái tên là Tân Một Cú trong hoàn cảnh nào và tại sao anh lại chọn cái tên đấy ạ? Cái vấn đề là không phải là anh đặt mà là bạn anh đặt. Tức là trong một lần mà anh đi quân sự ấy thì là có mấy ông anh ở khóa trên xuống thăm. Thế là các ông ấy mang cái văn hóa đấy lên kiểu truyền bá. Ngoài cái tên Tân Một Cú ra thì còn một cái tên nữa là Tân Dị Mộc. Là gì? Mông dị tật ấy. Thế nhưng mà anh nghĩ là cái tên Tân Một Cú thì nó sẽ kiểu gây ấn tượng hơn. Nghe nó có vẻ thuận tai hơn là Tân Dị Mộc. Tân Dị Mộc nghe nó hơi bình thường quá. Nó chưa đủ bậy. Nhưng mà ví dụ như là tên mình là Tân Một Cú mà kiểu lên những cái chương trình đài báo chính chuyên này nó có hơi ngại không hả anh? Là ngại chứ, ngại vãi đó. Nói chung là cũng không nghĩ là mình sẽ đi về cái nghề này nó lâu đến thế. Chứ nếu mà mình mà biết thì mình đã đặt một cái tên tử tế hơn rồi. Nhưng mà nếu mà đặt một cái tên kiểu tử tế hơn chưa chắc đã được nổi như đúng bây rồi, giờ. Đúng rồi, Không tạo được ấn tượng. Nhưng mà mọi người có thể biết là anh Tân là một người chuyên môn đặt cái tên kiểu đọc ngược lại như thế. Ví dụ như là Hạnh Láng này, Trồn Máu Liều này, Duy Thẩm đúng không ạ? À Duy Thẩm không phải là anh đặt đấy, nhưng mà Trồn Máu Liều với Hạnh Láng thì đấy. Nhưng tại sao rất hay có chuyên môn như thế mà anh đã biết là cái tên đấy đọc ngược lại nó cũng không gọi là được không được sạch sẽ lắm đúng không? Đúng. Nhưng mà cái vấn đề là anh chỉ đặt cho mọi người nó vui thôi. Có mỗi Hạnh là không dùng cái tên đấy. Còn cả thằng Triều nó cứ tự nhận nó là Trồn Máu Liều ấy. Cái vấn đề là tại nó ấy, không phải là anh đâu. Đặt cho nó vui mà. Hiện tại là anh đã gắn bó với S Channel là bao lâu rồi anh? Đến bây giờ là hết năm thứ 7 sang năm thứ 8 rồi. Ủa, từ 2015. Lâu thật đấy. Chục năm rồi nhỉ? Gần chục năm rồi. Nhưng mà vẫn còn những người mà ở lại channel lâu hơn anh như là kiểu chị Yến hay là Thắng. Đấy cũng là một khoảng thời gian đối với em là khá lâu, cũng gọi là rất lâu đi. Đúng rồi. Nhưng mà điều gì đã khiến anh ở lại channel lâu đến vậy ạ? À, lương cao. Về cơ bản là cái công sức lao động mình bỏ ra với cả cái đồng tiền mình nhận về nó vẫn đang xứng đáng, là mình cũng chưa có ý định nghỉ. Với cả cái nữa là do anh Huy, thật ra vấn đề chủ yếu nhất vẫn là anh Huy. Vì anh làm việc với ông khá lâu và kiểu tạo được một cái niềm tin với cả ông ấy là người đàn ông này sẽ không kiểu chơi bẩn với mình ấy. Đấy, kiểu thế, kiểu không kiểu lấy tiền của mình hay này nọ lọ chai. Nếu mà ví bản thân như một món ăn thì anh sẽ chọn món gì ạ? Phở bò, làm gì có cái món nào nữa ngoài cái món đấy. Món đấy đã nuôi lớn tôi, cho tôi tiền và mang đến được rất nhiều cái sự hạnh phúc cho người khác. Tôi quyết định là phở bò nó sẽ là cái món ăn đặc trưng cho tôi các bạn ạ. Ok, các bạn đừng chê là Chà Đá Đường chúng tôi không nâng cấp cho khách mời cũng như là thiết bị quay phim chụp ảnh đúng không ạ? Trên chiếc xe của anh Tân Một Cú hôm nay đó chính là một chiếc GoPro Hero Black 10 đến từ Sephonet. Yes! Chiếc camera hành trình GoPro 10 xịn sò chỉ mất khoảng 11 củ là quá hời so với những tính năng mà nó mang lại. Anh em hứng thú thì hãy tham khảo sản phẩm này tại Sephonet nhé. Rất là vui bởi vì được quay bằng cái này, bởi vì nó chĩa thẳng lên lỗ mũi tôi các bạn ạ. Rất là tuyệt vời. Ok, và bây giờ bọn mình sẽ đạp xe di chuyển đến quán ăn nhá. Nói chung là nó cũng gần lắm, chỉ còn khoảng 5 cây nữa thôi. Khoảng tầm 5 cây nữa thôi. Chỉ có 5 cây nữa thôi. À đây Let's để go. Xe sáng sớm chưa ăn gì, chỗ rủ đi đạp xe đói vãi cả. Má ơi, không hiểu nghĩ ra. Ăn bún ốc đi anh. Hôm nay là suy nghĩ mãi quyết định là mời anh Tân ăn bún ốc. Yeah. Có thể là mời anh phở bò đây ạ.
Thôi được rồi, đấy có thể coi là một cái gợi ý để mình kiểu khảo sát thị trường, so sánh sản phẩm của mình và các đối thủ. Các bạn thôi, hôm nay ăn bún ốc đi, đói quá. Nhưng mà lần cuối cùng mày quay hôm nay thì ở nào nhỉ? Lần cuối cùng hôm nay ăn gì á? Thật ra bây giờ có hai clip mà anh đang phân vân không biết là clip nào là clip anh quay cuối cùng. Một lần là mình đi ăn cái lẩu thang máy. À, lẩu bò đúng không? Và lần thứ hai là một lần đi ăn ở Daruma. Đấy, sinh nhật anh tháng 1 nhưng chúng mày rủ anh đi ăn sinh nhật của anh vào tầm tháng 6, tháng 7. Nó quá lâu rồi các bạn, nó là phải đến 4 năm trước rồi. Lâu lắm rồi. 4 năm trước rồi. Cùng anh mình để cùng ăn một thứ gì đó và review. À, thật ra bây giờ thì cũng không còn quá nhiều cái ngôn từ để review đồ ăn như ngày xưa nữa. Em lại hay đi ăn bún ốc ở đoạn Nguyễn Siêu hơn. Anh ăn thử bao giờ chưa? Anh chưa bao giờ chủ động đi tìm ốc hết. Anh chưa bao giờ ăn bún ốc mà. Không phải không thích ăn mà là kiểu nó là một cái món ăn mà giống như mình sẽ không bao giờ chủ động mình đi tìm nó để mình ăn đấy. Nó thường là ai rủ đi ăn thì sẽ đi ăn. Em vẫn ăn được. Ốc ở đây thì béo mà, béo giòn cắn được tăng hương mà, còn ốc to vãi chửi. Ốc to vãi. Ốc to cực kỳ luôn các bạn. Đây là ốc Hồ Tây ạ. Ở lúc mà trên đường đi vậy chị cũng nghĩ như vậy. Ừ, em đang nghĩ là không biết là người ở Hồ Tây Hồ lại bán nhiều bún ốc thế nhỉ? Ừ. Làm người ta lấy ốc từ Hồ Tây. Đúng không? Nếu mà như vậy thì kiểu nó hết ngon rồi. Bởi vì mình đi ở Hồ Tây rất là nhiều. Mình biết người ta làm gì với cái Hồ Tây. Nếu mà bây giờ ốc này mà lấy ở Hồ Tây thì đúng là nó hết ngon rồi. Với việc là ít ăn bún ốc thì anh có tiêu chuẩn nào cho việc là làm nào để thấy được một bát bún ốc ngon? Nói chung là ăn là cảm thấy nó không bị cấn mồm quá. Ví dụ như bát này anh thấy ok. Nước dùng nó ngọt vừa đủ, không bị kiểu ngọt lý chính quá. Ốc to ok, anh rất thích ăn ốc to, cho ốc nhỏ thì không. Ốc sạch mà không bị sạn. Ốc sạch không bị sạn thật. Nói chung là ăn cảm giác nó vừa miệng mình thì mình sẽ cảm thấy nó ngon. Nói chung là mình vẫn là một người không chủ động đi tìm. Cái này nó sẽ rất là random và nó sẽ đến với mình lúc nào thì mình chịu vậy thôi. À, cái câu hỏi này em hỏi hơi ngoài lề tí. Bây giờ ví dụ như là anh tưởng tượng như là S-Channel mở một nhà hàng ăn đi. Thôi một nhà hàng bún ốc đi. Nhà hàng bún ốc à? Ok. Thì bây giờ anh sẽ sắp xếp như nào với những vị trí sau đây? Sắp xếp những thành viên S-Channel với những vị trí đấy ạ. Đầu tiên là chủ quán này. Tiếp theo là thu ngân. Đầu bếp. Chạy bàn và dọn dẹp. Em có một vài cái tên rồi, không biết là có trường của em cần không. Nghĩ em nào, cái chủ quán thì chắc chắn là ông Huy rồi. VNL lúc nào sẽ là VNL rồi. Thu ngân thì sẽ là hai người, đó chính là Mây và Mi. Mây và Mi sẽ là Thu Ngân, bởi vì đấy là hai con người có cái phong thái chuẩn phong cách Thu Ngân. Con mẹ mày order như thế này là thiếu tiền của tao rồi. kiểu như vậy. Đầu bếp sẽ là những người mà tạo ra món ăn, tạo ra được cái sự hưng phấn và là tạo ra được cái sản phẩm để bán, đúng không? Thế anh nghĩ chắc là đầu bếp vào thời điểm bây giờ có lẽ là Duy Thẩm. Duy Thẩm là một người mà cũng đóng góp khá là quan trọng trong cái việc mà đưa S-Channel tên tuổi trong cái đợt mà đang hot TikTok như thế này. Về chạy bàn và dọn dẹp thì anh chỉ nghĩ được đúng một cái tên thôi, đấy thằng Minh Múc. Tất cả những cái gì mà mình nhớ về nó ở trong S-Channel này là dọn dẹp và chạy việc linh ta linh tinh cho ông Huy. Trời ơi! Anh Minh Múc ơi, anh có đang xem được video này không? Nếu mà em cảm thấy mà đau lòng quá thì kệ mẹ em. Thế ví dụ nha, chị Hạnh thì chị nghĩ sao? Chị có giống anh Tân không? Chị thì hơi không giống một tí ở việc ví dụ như đầu bếp, chị sẽ nghĩ anh chị Hải Yến Ba Be. Con người mà hay nấu nướng. Hay nấu nướng đúng không? Anh nghĩ thế. Chạy việc thì chắc là Minh Múc cũng là Bây giờ chắc là để cho bọn mình và cũng như là khách mời đánh chén nốt cái bát bún ốc này. Bây giờ mời mọi người chuyển sang chuyên mục Phút Phát nhá. Không ai biết bún ốc có từ bao giờ, có thể nó xuất xứ từ một vùng quê nào đó, rồi theo những bước chân của những người dân di cư lên thành Thăng Long mà thành đặc sản. Có 3 yếu tố quan trọng nhất để tạo nên một thành phẩm hấp dẫn, đó chính là ốc béo, bỗng thơm và nước dùng đậm đà. Có nhiều phiên bản của bún ốc mà phiên bản nào cũng hấp dẫn. Bún ốc là một từ chung nhất để chỉ món ăn truyền thống của người Hà Nội, tuy nhiên nó được chia ra ít nhất là 3 loại. Đầu tiên phải kể đến là bún ốc nguội. Đó là một món ăn rất thanh, với nước chấm được nêm nếm gia giảm cùng giấm bỗng, vài miếng bún lá, vài con ốc được thả vào bát cùng với ớt chưng. Đó là một món ăn cho tới tận bây giờ vẫn chưa bị thịt bò, giò tai, đậu rán xâm nhập như bún ốc nóng hay bún riêu bây giờ. Ta-da! Chúng ta đã cùng nhau có mặt ở một quán trà đá. Đây là quán trà đá ở đường Nhật Chiêu. Số 1 Nhật Chiêu. Nói chung là các bạn cứ ra cái đoạn mà hai con rồng ấy, xong nhìn đối diện sang đây sẽ thấy một cái quán trà đá dưới lùm cây rất chi là tình, rất chi là thơ mộng đúng không ạ? Khi đến với quán trà đá chúng ta sẽ cùng nhau tâm sự mỏng dày. À, lại mỏng dày à? Tâm sự nhiều hơn. Ok. Thực ra có một cái câu hỏi em dành cho tất cả khách mời khi mà ngồi trà đá đấy là đối với anh thế nào là một ly trà đá ngon?
một ly trà đá ngon là một ly trà đá ngon là nó vẫn mang vị trà nhưng mà nó không đắng quá, nó không nhạt quá, mọi thứ đều phải rất là cân bằng. Quan trọng là uống xong khoảng 15 phút sau các bạn thấy buồn đái thì đó chính là một ly trà đá ngon. Thật luôn. Đúng rồi, anh trà đá nó uống không ngon là anh không có biểu hiện gì ở phần bàng quang bên dưới luôn, nên là quả trà đá nó ngon cái biết ngay. Đến với trà đá đường chúng ta có thể biết được rất nhiều cách để có thể định nghĩa một ly trà đá ngon. Đúng. Và đây là một trong số đó. Thực ra đấy là một điểm em cũng khá thích ở anh Tân, là nghĩa là anh Tân là một người rất là thật cả ngoài đời và cả trên video. Kiểu làm sao anh có được một cái sự thoải mái như vậy ở trên video ạ? Sự thoải mái như thế á, thực ra thì nó vẫn là kiểu anh như nào thì vào video thì anh như thế thôi. Là cũng không cố để tỏ ra một thành một cái gì đấy khác. Nói chung là mình có cái gì thì mình sẽ lên mang lên video là như vậy. Cũng sẽ không kiểu cố gắng chém gió thể hiện mình hiểu biết các thứ này kia. Thì anh quen làm như thế rồi. Nói chung là từ lúc bắt đầu vào S-Channel làm thì là anh cũng chưa có kinh nghiệm làm video ấy. Thế là anh cứ nghĩ là nghĩ nào làm thế thôi. Thế là cứ làm bây giờ nó thành luôn cái kiểu như này. Đôi khi là cái sự gần gũi đấy nó đến từ cái ngôn từ nó hơi kiểu nó hơi đời sống à, thôi nó thẳng ra là nó hơi chợ búa cả, nó hơi đường phố một tí đấy. Thế có bao giờ anh gặp phải những cái vấn đề như mọi người đánh giá về những ngôn từ mà anh mang lên video? Thực ra là có trước cái thời gian mà anh làm xe ấy, thì anh vẫn giữ nguyên cái kiểu làm video nó cũng thoải mái, giống như nói chuyện bạn bè nên mình chửi bậy rất là nhiều. Nhưng mà đến khi mà bắt đầu chuyển sang làm review xe thì đó là một cái đối tượng khách hàng khác, đối tượng người xem khác, nên là bắt buộc là mình phải sửa lại cái ngôn từ. Vì là lúc đầu cũng đùa cơ cơ xong bảo trông như thằng trẻ trâu ấy, nói chả đáng tin cả. Thế thôi lại phải sửa. Thế phải nín. Phải nín lại, cậu không được kiểu thể hiện nhiều quá ở trên cái video đấy. Tức là nói chung không được thể hiện quá nhiều cái cá tính trẻ trâu của mình ở trên cái video review xe. Thế nên là đến bây giờ thì cái phong cách làm video của mình nó đang trung hòa giữa hai cái. Có một số cái trâu, một số cái đứng đắn. Đây ví dụ như cái này nó sẽ là cái trâu. Đó, bởi vì mình đừng ngồi thoải mái. Chúng ta có thể hiểu là ở trên trà đường thì anh Tân mới chính là anh Tân, được sống thật, còn trên đường hai chiều thì không phải nha các bạn. Vẫn là sống thật nhưng mà phải tiết chế lại tí. Giống như kiểu là mình vẫn sống thật nhưng mà giống như mình đang nói chuyện cả bố mẹ vợ. Là các bác còn xem S-Channel hay là các hệ thống khác của S-Channel không ạ? Thực ra thì có mẹ của My đã vào Facebook của anh từ cái hồi mà anh có làm kênh riêng, xong kiểu bảo Tân nói hay mà nhưng mà hay chửi vậy. Nhưng mà không sao, kết quả cũng rất viên mãn mọi người. Nếu mà lúc này anh Tân nói đến một từ trung hòa thì tự nhiên lại nghĩ ra một cái mảng là việc làm việc với cả khách mời, việc với các khách hàng. Đấy thì cái việc trung hòa đó là một việc rất quan trọng. Làm thế nào để có thể trung hòa được cá tính của bản thân và những thứ mà nhãn hàng yêu cầu? Làm thế nào để trung hòa hai cái đấy ạ? Thật ra thì mình sẽ có một cái cách là mình sẽ chọn những cái nhãn hàng mà hợp với mình. Tức là về bản chất cái sản phẩm đấy là cái sản phẩm nó phù hợp với cá nhân mình, thì đến lúc mà khi mà mình đưa ra cái cách nói, các cái ngôn từ thì nhãn hàng họ cũng sẽ hiểu là nó phù hợp với sản phẩm. Tất nhiên là cũng sẽ có một số các khách hàng họ hơi cũ hơn, tư duy họ khá là cổ hủ và họ nghĩ là kiểu họ là khách hàng, họ bỏ tiền ra để cho mình làm video cho họ, tức là họ nói gì là mình phải nghe. Đấy, nhưng mà thực tế ra thì đây là một cái quan hệ win-win, tức là có booking thì creator có tiền, nhưng mà vấn đề là cái nội dung đấy phải được thể hiện bằng cái phong cách creator thì nó mới đạt hiệu quả cao nhất. Rất tiếc là không phải nhãn hàng nào cũng hiểu được cái điều này. Đấy là cách của anh thôi, còn ví dụ như là khách nào mà cứ căng quá thì anh sẽ vào thẳng group chat anh chửi nhau cùng. Đến giải thích với chị là như này. Trong cuộc sống này không phải ai cũng giống ai, chị hiểu không? Bọn em là những người mà vất vả để làm video, bọn em tạo ra được cái văn hóa này rồi, chị đừng có chối bỏ nó, hiểu không? Chỗ chị em nói thật. Chỗ chị em nói thật cho chị nghe, đây là mình phải quý nhau lắm ấy. Em ra đường chơi em quý mỗi chị. Đó, đấy là những lời mà chúng tôi đều muốn gửi đến khách hàng yêu của mình. Làm content creator khổ thế đấy. Đó. Nhưng mà anh có định theo nó dài lâu không? Chắc là anh sẽ cố gắng theo nó khi mà anh còn có thể. Bây giờ thì cũng bắt đầu bước vào cái giai đoạn là mình sẽ phải cân đối giữa hai cái công việc của gia đình và công việc bây giờ mình đang làm. Thì được một cái lợi là sau rất là nhiều năm làm ấy thì bây giờ các cái việc mà anh từ viết kịch bản cho đến lên hình cho đến quay dựng thì đều đã nắm khá là chắc rồi. Nên là cũng không cần phải mất quá nhiều thời gian để làm một cái video nữa, nên là vẫn đang cân đối được hai cái này. Còn ví dụ như sau này mà mình hết thời chẳng hạn, cái kiểu của mình không còn được người ta chuộng nữa, mình lên làm video không ai xem nữa thì thôi, lúc ấy thì mình về chỉ làm kênh Tân My thôi, thỉnh thoảng đi chơi về quay Zamba lăng nhăng ấy. Mình về nhà quản lý quán phở. Nhà quán phở mà thứ nhất là ngồi điều hòa, thứ hai là có người làm hộ cho mình và đến tầm chiều cả tối đến cầm tiền đi về. Nhà nó đấy nhan quá làm gì đó, căn bản là bố xây xong rồi bây giờ không biết sửa chỗ nào. Thôi tạm gác cái chuyện công việc sang một bên. Ok. Thì em thật ra cũng như em mà mọi người biết thì anh là nổi tiếng về độ chiều vợ.
đúng không ạ? Đấy, thì anh thấy đâu là một lần mà dỗ chị My anh thấy thành công nhất? Nói chung là lần nào nó cũng là một cái kiểu khác nhau, nhưng mà tất nhiên là nó sẽ có một cái công thức chung. Rami là một người thì hay dỗ nhưng mà cũng hay quên. Nhưng mà kiểu chỉ đơn giản là dỗ một khoảng thời gian ngắn ngắn thôi xong rồi là thôi, chứ không phải là kiểu không nói chuyện với nhau tận 2-3 hôm, không có kiểu đấy. Và cái cách thức thì chủ yếu nó sẽ là đi ăn. Về cơ bản là đưa nhau đi ăn, nó sẽ giải quyết được tất cả những vấn đề đấy. Nhưng mà thế thì khoảng thời gian mà My dỗ anh lâu nhất là bao giờ? Chắc 2 ngày. 2 ngày. Ừ. 2 ngày, sang đến ngày thứ 2, tức là không phải là hẳn là 2 ngày mà nó sang ngày thứ 2. Sau khoảng đến tầm buổi trưa ngày thứ 2 nhắn tin với nhau xong bắt đầu là nghe giọng bắt đầu xuôi xuôi rồi. Mình biết là lúc này là lúc kiểu là nghe rồi. Đấm. Bấm vào cái chỗ mà được thả lỏng rồi thì là mình sẽ dỗ thành công. Như vậy. Cái chuyện mà dỗ người yêu này thì em thấy là các anh con trai cánh đàn ông cũng hơi khó khăn trong cái việc là làm thế nào để mà nuông chiều phụ nữ, tại vì đối với họ phụ nữ là một cái thứ gì đấy rất là khó hiểu. Thì anh có muốn nhắn nhủ gì đấy với các anh con trai không ạ? Tôi nói thật với các ông ấy là cái tư duy của anh em mình này rất là khác với cả người con gái, và đừng bao giờ cố gắng hiểu. Nói chung là bây giờ xác định là yêu ai và cưới ai thì nó sẽ là cái chuyện mà sẵn sàng chờ cái chuyện đấy nó xảy ra và chúng ta tự ứng biến theo cái đấy thôi. Thế là chúng ta không có một cái công thức, một cái barem cụ thể nhất định. Nhưng mà bạn sẽ rất là may mắn nếu như yêu được một cô gái thích ăn. Thì giải quyết nó sẽ nhanh hơn. Và đặc biệt là ăn mà không béo nữa thì nó lại càng một cái điểm lợi nữa. Nếu có thể đưa đi ăn nhiều không cần lo đến cái chuyện là phải giảm béo cho vợ hay là người yêu đâu. Hãy cưới vợ. Hãy cưới vợ ấy, cưới vợ rất vui, nhưng mà quan trọng là phải cưới đúng vợ. Còn cưới sai thì chúng tôi không chịu trách nhiệm những lời nói vừa rồi. Chúng tôi không gọi là xu dại. Đấy. Giống như kiểu anh Tân là kiểu trụ cột, còn chị My là nóc nhà ấy. Đúng. Kiểu thế. Bây giờ thì cũng như mọi khi, có một từ khóa em muốn đưa cho anh và anh nói lên cái gì mà anh nghĩ đến được điêu. Đây là từ khẳng định. Từ khóa là khẳng định. Vâng. Xong nghĩ đến cái gì đầu tiên á? Vâng. Khi nhắc đến từ khóa đấy anh nghĩ đến điều gì đầu tiên? Khẳng định thì thường anh hay đùa là khẳng định tôi có nghĩa. đấy là suy nghĩ đầu tiên của mình hay đùa cả mọi người. Tôi xin phép là tôi khẳng định là tôi có nghiện. Nhưng mà nghiện đây là ví dụ như kiểu nghiện chơi game, chứ không phải là nghiện kiểu đồ đạc các thứ này kia. Nghiện kiểu nghiện vợ. Đấy kiểu thế. Xem đi mình. Ngoài ra thì có gì xem không? Đi mi xem đi mi xem đi mi xem đi mi nghe kỹ vào. Nhưng ngoài ra còn nghĩ đến cái gì nữa không anh? Phủ định phủ định á? Sau khẳng định thì nghĩ là phủ định thôi, nhưng không nghĩ là cái gì. Cuộc sống là những sự phủ định là cả những sự khẳng định và những sự phủ định. Kiểu khẳng định để mình thể hiện được chất con người của mình ra, còn phủ định là để mình xóa tan tất cả những cái tin đồn người khác nói về mình. Thế có gì anh muốn phủ định đâu ạ? Những cái tin đồn gần đây gì mà khiến cho anh cảm thấy cần phải phủ định? Cần phải phủ định á? Nhân tiện video này đúng tôi rồi. Xin đính chính lại là nhân tiện video, và các bạn nhìn kỹ cái mặt tôi này, nhìn nó kỹ vào. Tôi là Tân không phải Hải Triều. Ok. Tôi hoàn toàn không đồng ý cái việc các bạn chỉ thẳng mặt tôi, các bạn gọi tôi là Hải Triều. Tôi không vấn đề gì với Hải Triều, nhưng tôi không thích là nó. Các bạn hiểu không? Tôi không thích sở hữu cái bộ não của Hải Triều. Tôi mất rất nhiều công để tôi có được bộ não này, tôi không thích đánh đổi một sản phẩm kém chất lượng hơn. Bộ não của Hải Triều thì làm sao hả anh? À không, anh chỉ đang nói thế với cương vị là những gì đã tiếp xúc với nó. Đấy, còn có thể là các em là mới tiếp xúc với Triều thì các em đang thấy được cái phần gọi là thùy não ở cái phần phía trên, còn những phần mà ẩn sâu phía bên trong thì nó sẽ cần nhiều thời gian để thẩm thấu hơn. Nói chung là đấy là cái tin đồn mà tôi muốn khẳng định tôi không phải là Hải Triều. Dạ vâng. Một lần nữa thì chúng tôi sẽ được khẳng định lại là đây không phải Hải Triều. Và video trái đường của chúng tôi ngày hôm nay cũng kết thúc tại đây, và khẳng định lại một lần nữa khách mời của chúng tôi là Tân Một Cú. À vâng. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo, và nếu mà các bạn muốn khách mời là ai thì hãy comment xuống phía dưới nhá. Đừng quên like, share video này và subscribe cho Không Đen Gì. Bye bye. Nhớ làm đấy nhá. Nhớ ngay share subscribe được không em gì? Cho đường không em gì? Cho đường không em gì? Và tôi. Là tâm mục. Hôm nay ăn gì?